Đây là một bộ phim phải đủ 18 tuổi, vậy nên mong mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu các em còn nhỏ xin hãy hỏi phụ huynh trước đã nhé. Bố mẹ cho thì mới được coi, và phải có phụ huynh giám sát. Câu chuyện bắt đầu với những chị em làm nghề bán hoa hồng, mở màn là với câu nói chất hơn nước cất của chị Đại. Mỗi cái lỗ của nữ giới như cái lỗ khóa, chìa khóa sẽ kiểm soát ổ khóa. Đàn ông thì nghĩ rằng họ có thể ra vào tùy thích, nhưng họ lại không hề hay biết chìa rồi sẽ có lúc bị gãy. Và buổi sáng hôm nay cũng là buổi đầu tiên các chị em tập trung lại với nhau, nghe kinh nghiệm từ kênh 5 phút review, chia sẻ những kiến thức từ việc rèn kiếm, châm cứu và làm cho đàn ông phải quy phục trước con hàu của phái yếu. Đặc biệt là với sự diễn xuất tài tình từ chị Đại của nhóm, đã làm cho các chị em phải điêu đứng trước màn đờ bắt vũ điệu cha 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 của năm. Thực sự ngay cả tôi cũng nể phục với những đường nét duyên dáng, sắc lạnh từ đường kim, mũi chỉ, cái sự trong sáng đến tăm tối của thằng đạo diễn quay phim, cho tới cái ông làm biên kịch, xây dựng kịch bản có tâm hồn vừa to, vừa tròn, lại vừa trắng mới thật sắc sảo làm sao. Trở lại với mạch truyện chính, sau màn đe bút đi cắt guốc hoàn hảo, chị lại có màn nã trứng bằng hàu, thả cá bằng đường tàu chậm, và cuối cùng là màn ôn ti dùng hàu sống đớp cứt, à nhầm đớp đứt trái chuối dài 14 cm. Combo liên hoàn khiến nhóm hoa tươi ngỡ ngàng, ngơ ngác bật ngửa. Cảnh sau tôi sẽ không nói nữa vì nó quá 18 cộng trừu tượng. Tôi sẽ tiến hành che lại phân cảnh này. Nếu bạn thích bộ phim In The Zoom này và muốn xem phần tiếp theo, hãy cho tôi biết bằng cách đăng ký kênh và bình luận phía dưới nhé. Bạn đang nghe review trên kênh 5 phút hoàn hảo. Nếu thấy phim này thú vị, bạn có thể vào Netflix và tận hưởng giây phút này. Tên phim tôi sẽ để phần miêu tả. Ơi, vũ chúng mày đăng ký kênh của chị Đại chưa? Chưa có ạ. Còn không mau đăng ký kênh, nhớ là 5 phút review đấy. Đăng ký nhanh đi, còn làm còn xếp nữa.